Chào mọi người, đây không phải là cái cây aquafina đâu nha mọi người, vui thôi, tại vì Vương trồng dưa leo mà nó bị mấy cái con chích hút nhiều quá, nên nó cứ chích mấy cái trái dưa bị hư hoại, nên Vương mới dùng cái cách này. Cách này thật ra là Vương học từ một số bạn ở trên mạng đó, Vương đã từng nhìn thấy họ trồng khổ qua mà họ nhét trong cái trái nè, nhét cái trái trong cái trái vô trong cái chai đó để cho nó đừng có bị mấy cái con sâu bọ nào nó ăn. Thôi mình bắt trước làm như vậy nè, thì mấy cái trái dưa này nếu mà có cái con mà hút chích mà nó đâm vô đây một cái là nó sẽ bị hư. Đó là lý do mà mình bỏ vô trong cái chai đây, mọi người thấy không, trái dưa nó bự quá, dài hơn cái chai luôn, cho nên nó chui ra ngoài luôn, nhưng mà con cái nó cũng đỡ, nó che lại bớt. Đó. Dưa này là dưa chuột Nhật, đậu trái nhiều lắm, rất nhiều luôn. Đó. Bắt đầu nó dài ra rồi nè. Đó, Phương bỏ vô trong đây. Phương trồng dưa chuột Nhật này ở trên hệ thống 2 tầng, bắc kịch 2 tầng. Đây là cái cách trồng 2 tầng của Phương. Đây là cái bắc kịch nằm ở trên. Rồi có cái ống cấp nước là ở đây. Rồi nó sẽ chảy xuống cái bucket nằm ở dưới bên kia, rồi nó sẽ thoát nước chảy về cái ống hồi ở đây, và nó sẽ đi về cái bồn dinh dưỡng ở đây. Đó. Đây là cái hệ thống bucket 2 tầng. Cái này thì tại vì mình dùng hai hướng ở phía cái khu vườn này của Vương thì nắng phía bên kia rọi lại bên này, cho nên Vương làm 2 tầng vậy thì dưa Vương trồng kéo về phía bên này, còn cái cà thì Vương trồng kéo về phía bên kia, thì nó cũng tất cả mà nó cũng đủ nắng đó, nhưng mà mình trồng bên ngoài không có nhà lưới gì hết nên nó cũng dễ bị côn trùng nó phá. Đó là lý do mà lá nó cũng bắt đầu bị bệnh rồi. Thì mình trồng gia đình ăn mà, nên Vương hoàn toàn không sử dụng bất cứ thuốc bảo vệ thực vật gì hết, kể cả những cái gốc hữu cơ gì đó Vương cũng gần như chắc cũng không tin lắm, cho nên thôi, hay là mình không dùng, chứ mình cũng không có cần thiết phải dùng lắm, mình có thể thu non được, cho nên cũng không cần. Đó là lý do mà mình sử dụng kiểu này. Mình cứ tái chế mấy cái chai nước suối mình uống đó, rồi sử dụng nó làm lại để mà bảo vệ cái trái khỏi bị mấy cái con sâu bọ đồ hút chích làm cho nó hư. Đó, mình cắt cái đít trên đây nè, rồi bỏ cái trái dưa lúc nó còn nhỏ nhỏ vậy vô, rồi bây giờ nó lớn vậy, mà cái loại dưa này tôi nghĩ chắc nó lớn hơn nữa, chắc nó sẽ đẩy cái chai xuống đó. Đó, giống như anh bạn ở đây nè, đó, các bạn thấy không, nó dài bằng cái chai luôn rồi, bắt đầu nó ló lên trên rồi, nhưng mà không sao, kệ nó bảo vệ được phần nào thì ngon phần đó mình ăn, chứ bây giờ mà trồng gia đình ăn mà đâu có cần thuốc bảo vệ thực vật gì đâu. Kể cả những thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ mà nó bám ở trên đây thì cũng không hẳn là an toàn lắm đâu. Cho nên thôi, Phương tiêu chí của Phương là không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Phương không cần biết hữu cơ, vô cơ gì cũng vậy, Phương sẽ không dùng. Còn hệ thống mà bucket 2 tầng này thì Phương sử dụng dinh dưỡng Master Plan. Phương nói nhiều về dinh dưỡng Master Plan ở trên cái channel của mình, là lý do là gì? Vương sử dụng nó nay là cũng 20 mấy năm rồi, trồng thủy canh, trồng kể cả trồng đất Vương cũng sử dụng nó, tại vì cây ăn trái hay là các loại cây mình trồng dưới đất đó, nó đều phải cần có dinh dưỡng, đều phải cần có phân hết, thì mình bổ sung nó đúng định mức, đúng định kỳ, đúng thời điểm thì nó tốt cho cây. Nếu mà là dinh dưỡng tốt như của Master Plan thì mình không sợ nó hại tới cái nền đất, tại vì nó không làm giảm pH của đất, nó không làm chua đất, không làm hư đất thì đâu có sao. Quan trọng là mình không hại cái môi trường đất của mình là mình ổn. Còn dinh dưỡng của cây trồng thì lúc nào nó cũng cần. Mình trồng một vụ hay mình trồng hai vụ gì nó cũng sẽ cần. Khi mà nó có thì đầy đủ dinh dưỡng cây trồng thì cái cây nó mới tốt được, trái nó mới tốt. Đó. Hôm nay tới đây thôi. Mình giới thiệu với mọi người là cái vườn treo đầy chai aquafina của Vương hiện tại. Đó, treo tùm lum tùm la luôn, là cứ mỗi trái là có một cái chai. Vương đang bọc lại cái này để chắc cũng cần.